Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Sophoni chương 1. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sophoni, con trai Cushi, cháu Gedalia, chắc Amaria, chít Ezechia, về đời Josia, con trai Amon, vua Juda. Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ. Và ta sẽ trừ diệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ giang tay ta trên Giu-đa và trên hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem, sẽ trừ tiệt phần sót lại của ba anh, các tên của thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi này. Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ binh trên trời nơi nóc nhà và những kẻ thờ lại, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề bởi vua mình, cùng với những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va và những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu hỏi Ngài. Hãy nín lặng ở trước mặt Chúa Giê-hô-va, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài. Trong ngày tế lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua và hết thảy những kẻ mặc áo lạ. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la lối nơi phố thứ hai, tiếng vỡ lở lớn nơi các đồi. Hỡi dân cư trong thành thấp, hãy than khóc, vì mọi kẻ buôn bán đã mòn mỏi và mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất. Trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ động trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước, cũng chẳng xuống họa. Của cả chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu. Chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần rồi, nó đến rất kiếp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động, bây giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù, ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi và thịt như phân. Hoặc bạc, hoặc vàng của chúng nó đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt, vì Ngài sẽ diệt hết dân cư đất này cách thình lình. Chương 2. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ, hãy nhóm hiệp lại. Phải, hãy nhóm hiệp lại, trước khi mạng lệnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lệnh của Chúa. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì. Hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Thật vậy, Gaza sẽ bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ hoang vu. Người ta sẽ đuổi dân cư ách đốt đang lúc giữa trưa và Ekron sẽ bị nhổ đi. Khốn thay cho dân cư ở miền biển, tức là dân tộc Keret. Hỡi Canaan là đất của người Philistin, lời của Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi. Ta sẽ hủy diệt ngươi cho đến không còn dân cư nữa. Miền biển sẽ trở nên đồng cỏ với những lều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên. Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa. Chúng nó sẽ chăn trong các nơi đó.
ban tối sẽ nghỉ trong các nhà của Ách-ca-lôn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ thăm viếng chúng nó và đem phu tù chúng nó trở về. Ta đã nghe lời Mô-áp chế bán, lời con cái Am-môn sỉ nhục. Chúng nó sỉ vả dân ta, khoe mình nghịch cùng bờ cõi nó. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: Thật như ta hằng sống, Mô-áp chắc sẽ giống như Sô-đôm và con cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra một nơi đầy gai gốc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời. Những kẻ sống sót của dân ta sẽ cướp bóc chúng nó, phần sót lại của dân ta sẽ được chúng nó làm sản nghiệp. Điều đó xảy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo, sỉ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó, vì Ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói, và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ lại Ngài, dầu hết thảy các cù lao các nước cũng vậy. Hỡi dân cư Ethiopia, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta. Đoạn, Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt Assyria, làm cho Ninive hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. Những bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó, hết thảy các loài thú khác, cả đến chim bò nông và con nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang vu ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ ba hương đã bị dỡ đi. Kìa, thành vui vẻ này đã ở yên không lo lắng và nói trong lòng mình rằng: Ta đây, ngoài ta không còn ai hết. Nó đã trở nên hoang vu, làm chỗ nằm cho loài thú vật là giường nào. Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tay mà nhạo cười. Chương 3. Khốn thay cho thành loạn nghịch và ô uế làm sự bạo ngược. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Chúa Trời mình. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét. Các quan xét nó như muôn sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai. Các kẻ tiên tri nó đều là càn dở dối trá. Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và làm quanh quẹo luật pháp. Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác. Mỗi buổi mai, Ngài tỏ sự công bình mình ra giữa sự sáng, chẳng hề cách dứt. Song kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ. Ta đã diệt các dân tộc, tháp góc thành chúng nó đều hoang vu. Ta làm cho phố chợ nó ra vắng vẻ, đến nỗi không ai đi qua. Thành nó đã bị phá diệt, không còn một người nào và chẳng có ai ở đó. Ta đã bảo rằng: Ngươi chỉ nên kính sợ ta, chịu sửa dạy, thì chỗ ở nó sẽ không bị dứt đi, theo mọi sự ta đã định về nó. Nhưng chúng nó trỗi dậy sớm, làm bại hoại mọi công việc mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp bắt, vì ta đã định thâu góp các dân tộc và nhóm hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thạnh nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, vì cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta. Vì bây giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ tan lạc ta ở bên kia các sông Ethiopia, sẽ đem dâng lễ vật cho ta. Trong ngày đó, ngươi sẽ không còn xấu hổ vì cớ mọi việc mình làm là những việc đã phạm tội nghịch cùng ta. Vì bây giờ ta sẽ cất bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi. Rày về sau, ngươi sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa. Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng nghèo thiếu. Nó sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va. Những kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó, vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi. Hỡi con gái Si-ôn hãy hát, hỡi Israel hãy kêu la, hỡi con gái Jerusalem hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích. Đức Giê-hô-va đã trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi. Vua của Israel, tức là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa.
Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Jerusalem rằng: Hỡi Sion, chớ sợ, tay ngươi chớ yếu đuối. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng, và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Ta sẽ nhóm lại những kẻ đang buồn rầu vì cớ hội lớn. Chúng nó đã ra từ ngươi, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng. Này, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu. Ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về. Trong lúc đó, ta sẽ nhóm các ngươi lại, vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các ngươi. Đức Giê-hô-va có phán vậy. Chương 21. Đức Chúa Giê-xu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Vả khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta, nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra,
hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Và ban ngày Đức Chúa Giê-xu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ đặng nghe Ngài dạy. Chương 22. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua, đến gần. Các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giê-xu vì họ sợ dân. Vả, quỷ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng: hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Hai người thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp rằng: khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước. Hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng: thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn rồi phán rằng: hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Vả lại, này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Môn đồ lại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-e-rơ thưa rằng: thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa đồng tù đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi,
Hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Đoạn Ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Ngài phán rằng, nhưng bây giờ ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Các sứ đồ thưa rằng, thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Đoạn, Đức Chúa Giê-xu ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa và sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liện một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Do vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đứa ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng, sao các ngươi ngủ, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa và sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giê-xu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng, hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến bèn nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giê-xu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng, các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giê-xu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giê-xu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người thấy Phi-e-rơ nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giê-xu vì người là dân Ga-li-lê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết ngươi nói chi. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Vả những kẻ canh Đức Chúa Giê-xu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng, hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại rồi sai đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng, nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng, chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng, chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi.
Thi Thiên 124. Israel đáng nói: nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, khi loài người giấy nghịch chúng ta, khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượng sóng kiêu ngạo đã trôi trát linh hồn chúng ta rồi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta thoát khỏi, như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.